ngoài đầu chỗ này lương học bên Yên Đông này, cà phê đúng mở ra nhiều lắm, thấy rộng ràng liền hay. Thì ngạ hầu phê hả? Bữa đó mới khai trương quá Ừ. không dạy luôn. Ngon không? Từ mình quẹo trái với chị mình đi phải Môi chị đang nói ngoài đây mà. Ừ, đúng rồi đó. Rồi đó. Hầu về đêm rồi mà. Không bao qua cầu Trần Thị Lệ à hả? Không, em đi cầu Thiên Sơn vậy. À, cầu Thiên Sơn. Ừ, cầu Thiên Sơn sướng hơn. Gần. Ủa, rồi em đi ngõ này chứ, đi thẳng ra em hả? Em hay đi Phan Đăng Lưu hoặc là em đi qua số Hệ Tính. À, Phan Đăng Lưu là chuyện nữa. Hôm qua có cái cô này hỏi mà không biết ai, ai không biết đường Phan Đăng Lưu chứ mà. Lưu bên đây nè, trời ơi. Thiệt á. Ở đây mà không biết đường Phan Đăng Lưu. Chào xin nha bé. Nước mắt tuôn ra. À, ê, sao đâu? Muộn thật tuổi đi giáo trần rồi. Tuổi vô cái khăn.
Xanh reo chị. À, xanh thì xanh cái màu với màu nâu lạnh nữa. Màu này em hạo nhuộm đẹp nè. Vì sao nó chỉ có nhuộm màu này? Miệng hơi đau xíu bé nghe. Anh chị đi sợ mà chị mua thụ cũng thôi được. Không, vì cái này chị biết vậy mà. Để vị thái hóa vị sơ qua đào mất tinh rồi đó. Nhìn ngọt luôn mà lại. Đâu có tưởng hôn ra như rơi rơi rồi. Thế đấy, miền tưởng là khúc mũ đó. Nãy này cá cho mẹ. Nên quay luôn.
trên khu Thuận và chờ răng rồi Thuận. Cộng ăn uống tại chỗ thì bạn mang về. Rồi sao nữa? Hết. Còn ai bị thì răng? Ai bị thì hình như cách ly tại nhà hết hắn á. Cách ly tại nhà chứ giờ trừ chi nữa, cho ăn khỏe. Chứ thật ra giờ trừ mà biểu mà kiểu đi lên khu cách ly nghe mệt quá vậy. Tại vì nếu người ta không có triệu chứng nặng thì thôi. Chị nghĩ là ở nhà cho họ thoải mái. Nhưng mà họ sẽ treo cái bảng. Cái bảng dăng dây. Mấy nhà xung quanh dăng dây luôn. Dăng dây đó thôi chứ hình như cũng có người canh phải không à? Không có, giống kiểu họ điện hàng, họ tự họ test lại đó thôi. Trong bên bạn đem về là người yên tâm hơn là tại chỗ là con lấy nữa. Thường hạn chế thôi chứ còn lây thì cũng gọi là bình thường. Khu đây nước đông. Chờ khu công nghiệp chứ. Thì công ty mà chết chứ đó hôm qua mình 110 mấy cá thế mà mới tịch nhánh đó. Chứ là nậu nè. Nó đông không cơ ly? Đông đen luôn mà lo. Đông đen luôn, đi lên nó còn mệt hơn, lỡ không. Hình như nhà mô cũng đi mà. Nhà mô cũng đi hết nhưng mà cái khu này cái chỗ cái khu Hoàng Bắc là đông đi cái khu cả. Được rồi.